Chào mừng mọi người đang đến với cả channel Hương Giang đi Việt Nam. Chắc là mọi người đang tò mò vì sao mà channel Hương Giang đi Việt Nam lại không thấy con Vinh đâu đúng không nào? Con Vinh nè. Hôm nay rất là đông vui mọi người ở đây, nhưng mà chắc là dược sơn lại chơi Giang nè. Chúng là hôm nay cả công ty cả ekip chúng mình tổ chức một chuyến đi tên là chuyến đi Việt Nam. Và hôm nay chúng mình là đến với gì? Resort Aman ơi tại Ninh Thuận. Mọi người có thể nhìn thấy là gì ở trên cao, biển quá trời luôn. Hôm nay xin được giới thiệu thành viên của chuyến đi. Theo giới thiệu người phụ nữ không tuổi, Miss Tiffany and Co. Queenie. Vivi. 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 Ruby. Man. Philip. Hương Giang này là Lý Thế Khánh. Vừa tới nơi là tụi mình tới ngay lúc trà chiều luôn. Ở Amanoi thì có phục vụ trà chiều lúc 3 giờ. Thì họ có những cái món bánh rất là Việt Nam. Ví dụ như là bánh bò này. Bánh này là bánh gì cô? Chuối. Bánh chuối. Bánh bông lan chứa muối này. Trái cây này là trèo lên những cái nơi mà rất là ấy để lấy được cái trái cây này rất là khó nha mọi người. Trà này là trà tâm sen nha mọi người. Ở đây là bánh tôm nha mọi người. Phải, đó là bánh căn nhân tôm. Bánh căn nhân tôm nha. Được chứ, em đi đây thì em làm gì đây rồi đó? Em đi đây là em cũng ăn trà chiều nha mọi người. Sao mày bơi? Bơi lớn ở phía dưới kia. Xong rồi ăn tối, xong rồi uống rượu vang. Tối nay mình ăn ở chỗ nhà hàng The Cliff. The Cliff. Và cái bữa ăn tối này là dành riêng cho tụi mình thôi. Wow, đẹp ha. Đây là menu buổi tối của mình ngày hôm nay ở tại Cliff Pool. Đây, đầu tiên mình sẽ có món onion soup. Súp hành kiểu Pháp. Xong sau đó là ăn salad với cheese, phô mai. Sau cuối cùng là mình ăn món chính là heo Iberico. Tráng miệng là creme brulee với lại dừa. Cheers. Friendship. 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 Forever. Con mê súp mì lắm cô. Lâu lâu mình ăn thì được. Vừa không thấy con mau à, cái này nó hơi bị đầy ha. Cái bông đó mình ăn được á con? Ăn được. Bị cuốn của Khánh cũng có bông này mà. Đúng con rồi, biết hả? Yeah. Rất là cái này ngon. Là burrata hả? Burrata cheese. Burrata. Thực sự á, làm được cái nghề ăn uống á, không những quan trọng về cái đồ ăn không mà nó quan trọng về cái không gian. Cũng như là cái môi trường mình ăn cái món ăn. Chính xác không? Cho nên là nó làm tăng thêm cái sự hấp dẫn của món ăn. Rõ ràng trong cái không gian này á. Chỉ như... Tại vì người ta nói là tức cảnh sinh tình mà. Cái cảnh vật nó làm cho nhiều thứ xảy ra lắm đó em. Bánh mì giòn tan. Em thích đó hả? Cheers. Cheers. Friendship. Mình hãy chia vì thời tiết vậy. Phan Rang này là mình đã đang ở cái vùng nóng nhất Việt Nam. Nhưng mà rất là may mắn. Tại vì em có dõi thời tiết trước khi đi đó. Vì là những ngày vừa qua mưa. Nhưng mà mình vừa tới đây thì là thật sự là rất là khô. Mà khô như vậy thì nó rất là phù hợp cho cái chuyến đi của mình. Khá là may mắn nha. Cô biết Iberico đúng không cô? Iberico. Tây Ban Nha. Heo đen, heo lông đen Tây Ban Nha. Cái sauce ngon cô hả? Ngon. Lady and gentlemen. Trời ơi, 3 giây là hết rồi. In 3 seconds, if we find a
designer from Vietnam. Oh, no. Very famous from Vietnam. Mm-hmm. He finished. He did this by 3 seconds. Ladies and gentlemen, please welcome. Khánh rất là mong các bạn xem cái clip lần này á. Các bạn chỉ là lỗi chính tả của tiếng Anh của Hương Giang nhé. Đó sẽ là một đề tài mà Khánh nghĩ sẽ rất là thú vị trong clip của Quang Vinh lần này nhé. Wow, cái này đẹp quá cô. Creme brulee trong trái dừa. Wow, rất ngon rồi cô. Chúng ta rất là may mắn vì được ở một cái nơi có thể nói là quá sức là lãng mạn và rất là khác biệt, nhưng mà lại không quá xa trung tâm. Thì bây giờ chúng ta lại có một cái trải nghiệm khác là chúng ta có thể đi trải nghiệm của làng chài. Đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn. Làng chài cách đây một cây số hả? Làng chài là rất là gần, nhưng mà ở đây họ phải di chuyển xe điện, không có taxi. Và ngay cả xe điện cũng là một cái trải nghiệm chúng ta nên trải nghiệm. Và ra cái làng chài đó là có khu vui chơi mà người ta đó bên sát bờ biển họ ăn hải sản. Chúng ta sẽ thấy được cái cuộc sống của cái người dân làng chài. Đó là một cái nét văn hóa mà chúng ta nghĩ không phải lúc nào chúng ta có thể trải nghiệm được. Cheers. Có nhiều đồ ăn ghê, bánh chanh, chả cá gì nữa kìa Khánh. Chả cá là thấy ngon nha. Khu Khánh nha. Trời ơi, thấy ngon quá hả. Chỗ này vui nha Giang. Chả tàu là vừa mà. Nhưng mà bên này đẹp nữa. Thật sự nha, tụi mình rất là may mắn. Tại vì tụi mình có một cái tour guide bất thình lình, đó là Hương Giang. Đã từng đi Amane rồi thì Hương Giang biết được những cái nơi xung quanh nó có những cái đặc sản rất là thú vị. Nếu mà là một người khách du lịch mới vừa đến thì chắc chắn không bao giờ biết được những cái chỗ mà có thể nói là quá đặc biệt như vậy. Cái trải nghiệm này là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Ngồi đây ha. Rồi lấy bàn đây đi. Chú số thành thành tỷ phú rồi. Không bán cuốn nữa. Hải sản bên này nè, qua coi. Giang, lựa hải sản không? Ôi con này có vẻ ngon nè. Đây hải sản của tôi, sống nha, rùa nha. Rùa. Tôi ăn cá con mực xuất sắc nha mọi người, con tôm nha. Bây giờ mình ăn lại từ đầu. Ok, con này thấy ngon quá. Thích con này. Con này là con gì? Con nhum. Dạ. Dạ. Con nhum đây là làm trứng, nướng trứng hoặc là nướng phô mai. Nướng trứng nha. Ok. Nướng trứng phô mai luôn nha. Ngon này. Con này là con gì anh? Dạ, con đó là con xào dưa anh Vinh. Món gì anh? Con này là nướng mỡ hành. Rồi. Cho một dĩa đi. Rồi. Ốc này là ốc nhảy hấp xả. Rồi, chơi luôn. Chơi luôn. Cái này cái gì? Cái đây là ốc mặt trăng, là nướng sa tế. Rồi. Chơi luôn. Còn ốc bàn tay đây là mỗi người ăn một con, nướng bơ tỏi. Ủa, bàn tay xuất sắc nha. Chơi luôn. Bàn tay nướng bơ tỏi. Rồi. Dạ. Còn đây là con ngao hai còi hấp xả, hấp thái. Đúng, hấp thái. Hơi nha. Nhỏ. Không, thịt nhiều. Nhỏ nhỏ mà ngon hả? Rồi, chơi luôn. Thử. Tôm hùm làm gì? Em muốn ăn tôm hùm hả? Tôm hùm đây là nó chế biến nhiều loại lắm. Hấp được không? Hấp là một. Nướng mỡ hành là 2. Tôm hùm nướng mỡ hành là 3. Hấp đi. Dạ. Cho 2 con hấp ha. Dạ. Hấp ngon nhất nhỉ. Rồi còn một bầy hải sản của mình ra nữa đó. Cô ta. Con cảm ơn bà nhiều ạ. À. Bà dễ thương quá bà ơi. Bà tên gì ạ? Tên Mười. Tên Mười. Bà Mười trái gái nha. 59 tuổi. 59 tuổi. Ngon Khánh. Hồi nãy mục đích của cả đoàn là đi đến đây để ăn hải sản. Nhưng mà trên đường đi ngang qua những cái sạp á, thì thấy có một cái cô đang rất là nhiệt huyết, đang làm những cái chả cá rất là nóng, cũng như là một cái nồi nước lèo thơm phương phức. Khánh quyết định Khánh kêu liều một thử. Tôi thì thật sự với cái khung cảnh này là không dám kêu nha. Nhưng mà đã quá thành công khi mình liều, cho nên đôi khi trong cuộc sống mình phải liều, mình mới có được những cái sự bất ngờ nha. Bánh canh tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Không mà sao các cũng vui mà, tại vì ăn trong resort thì mình ra ngoài coi local người ta ăn sao, sinh hoạt sao được. Nói chung là resort là mình ăn rất là sang trọng, rất là nhiều món kiểu tỉ mỉ. Còn ngoài này thì mọi người thấy đồ ăn rất là giản dị và gần gũi. Gần gũi, muốn ra một cái làng chài ở đây để ăn thử coi làm sao. Thật sự nha, Khánh là một cái người bất cứ khi đến một cái tỉnh thành hoặc là một cái nơi nào, cái điểm đến á, thì một trong những cái mà Khánh nghĩ quan trọng nhất ngoài cái văn hóa ra là ẩm thực. Thì cái ẩm thực là một cái đóng góp rất là quan trọng, rất ngon luôn. Cái điểm đến đó nó có để lại một cái gì ấn tượng cho cái cuộc đi của mình hay không.
thì ngoài cái chuyện mà mình vừa được ăn ở Amanoi với một cái sự chăm sóc có thể nói là 6 sao thì bây giờ mình ra ngang sao ngoài ngoài này mình cũng cảm thấy nó ngon ngang ngửa nha. Thì rõ ràng nó là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Mà làng trài vậy chứ bây giờ 90 đã thấy là đã thưa thớt mọi người về hết rồi đó. Ở đây chắc là mọi người ngủ sớm tại vì bây giờ chỉ còn cái làng đó không còn ai trài nhá. Tại vì hôm sau khả năng là mọi người dậy rất là sớm à. Có thể sẽ đi là một lúc khác để ngắm ban ngày như thế nào. Chắc chắn ban ngày sẽ được có trải nghiệm khác hoàn toàn đúng không? Ban ngày sẽ rất là bỏ vô đi em. Và mọi người công phu. Ốc này anh bỏ phần dưới đít đi nha. Rồi, cảm ơn em. Dưới nó đắng. Ờ, đắng không hơn lắm. Một cái con thiệt đẹp đúng không? Dạ đó, anh gọi anh. Ngon. Tươi ha. Ngọt. Dạ, ngọt thịt lắm luôn. Này con Nhâm nè. Nhâm. Đây là mô hình thu nhỏ nha. Con Nhâm này có 25 ngàn à. Thật sự là không thể nghĩ là nó to như vậy luôn. Ủa mà ăn chỗ nào, thịt nó ở đâu ta? Ở ngoài là cái thúng nha. Không thấy thịt luôn. Một cái đốm thịt nhỏ. Ăn chỗ nào? Một cái bột ruồng ngay giữa đó. Cạo đây hả? Ăn cạo hả? Ừ. Nhưng mà chẳng hay là ủ nê đúng không? Ừ. Ủ nê, ủ nần nha. Ủ nê á, mà ủ nê này trong quán Nhật là bán rất mắc luôn đó mọi người. Mà đây là rất to luôn và ngon luôn. Không thích con này lắm, ăn không có thấy nó hơi hăng. Nó tiếng nhân gian là nó bị tanh đúng không? Không phải tanh mà cái mùi nó hăng. Và thăm căn villa số 1. Dạ. Đây là cái căn số 1 là cái căn một trong những căn đặc biệt nhất của resort. Mà công nhận là Vinh đi vào á, giống như là Vinh đi lạc giữa một cái khu rừng thiệt là đẹp luôn á, cây cối thiệt là đẹp luôn, giống như chuyện cổ tích luôn vậy đó. Dạ, thực tế ra là mình đang ở giữa vườn quốc gia Nam Núi Chúa ấy, thế nên là nó đúng là rừng rồi anh. Ừ. Thế nên như anh thấy đó, trong cái giá phòng, giá cả của mình ấy, thì mình sẽ có thêm một cái phần trăm nhỏ nhỏ là 1% tính giá tiền. Cái đó là phí cho em phí rừng ạ. Phí rừng xong, ý là mình sẽ đóng góp lại cho chính phủ, mình bảo tồn cái khu rừng này luôn, tại vì đây là rừng quốc gia. Mình ở trong resort mình có cái phí để mà mình ủng hộ lại cho chính phủ và cũng bảo tồn cái khu rừng mình đang sử dụng nữa. Dạ đúng rồi. Đây là cái phòng của mình ha. Thì phòng của mình rất là đơn giản, mình chỉ chia ra làm phòng khách với lại phòng tắm. Theo cái lối thiết kế tối giản ấy. Thì ở khu vực này là sẽ là cái phòng tắm của mình. Thì anh thấy là mình có cách nhau bởi một cái vách ngăn như vậy, thế nên vẫn có cái sự riêng tư khi mình ở trong phòng tắm. Rồi có phòng tắm trước đi, và mình thấy là view xịn lắm luôn. Một cái gian nhà trải dài, rộng rãi và chia thành 3 khu thôi. Mà vẫn có cái vách ngăn để có sự riêng tư nè. Rồi đây, xịn không? Có màn đàng hoàng nha. Nhiều người hỏi anh Vinh là sao mà thấy anh Vinh cứ hay tắm mấy cái chỗ mà giữa thiên nhiên á. Thật ra ý giữa thiên nhiên là tạo cho mình cảm giác mà mình muốn đi tư mình có thể kéo màn xuống, yên tâm. Ok. Với lại cái phòng tắm của mình thì tất nhiên là bây giờ cũng chia ra làm cho một hai phần rõ ràng. Đó là một phần dành cho nam và một phần dành cho nữ. Dạ. Đồ của bên nữ ở đây thì resort bao giờ mình cũng chuẩn bị một cái nón. À. Nón nữ. Rồi. Phía bên này là nữ nha mọi người. Rồi hai cái chỗ đưa mặt cũng riêng luôn, mình khỏi dành nhau, nam nữ riêng. Okay, còn nam thì phía bên này. Ok, nam thì mình có cái mũ đàn trai nam. Mình thích cái này hả? Thấy cũng hợp phong cách. Dạ, tại vì thiệt ra là mình ở giữa rừng ấy, nên mình có rất là nhiều cái tracking. Mà nhiều khi thì mình cần cái hỗ trợ một xíu, nên là mình để cái cây gậy sẵn. Nếu mình đi leo núi mình cần thì mình có thể mang theo. Okay. Mình cũng có tiết mục leo núi mà. Dạ. Vài bữa bên cầm cái này xong. Rồi ở bên đây thì anh sẽ có là cái phòng tắm đứng của mình ha. Phòng tắm đứng thì mình cái hơi nhỏ, thế nên là bên của em để nó. Wow. Kết nối xíu với ngoài. Tắm nhưng mà mở ra ngoài khu vườn và khu vực hồ bơi phía bên này luôn. Ok. Vào trở lại mình xem cái phòng ngủ đi. Đây là không gian phòng ngủ. Có bàn làm việc với ánh sáng trang hòa, mình thích cái kiểu góc gì, mình thích chụp hình. Kiểu ánh sáng nó tràn vào. Rất là thoáng. Ha.
Như mọi người biết đó thì chanh với lại nước thì tốt cho sức khỏe. Khi mà buổi sáng mình dậy mình uống một cốc vậy, thế nên là tôi sẽ đớp sẵn chanh cho mình. Wow, mở ra mới thấy bất ngờ. À, cái xe Fox để cho mình cất đồ tư trang thì nằm ở trong cái tủ giấu luôn, rất là tinh tế. Và mọi thứ trong đây được sắp xếp ngăn nắp luôn, có đầy đủ. Nhưng mà mình nhìn vô vào thì mình thấy là thấy trống, nhưng mà mở ra thì thấy là mọi thứ đầy đủ bên trong hết. Bên này mình có tủ lạnh nhỏ nhỏ luôn. Ok, và đây là view toàn cảnh rồi, view xịn sò nhất ở đây rồi. Căn phòng này cũng là signature ở đây mà đúng không? Dạ đúng rồi, căn phòng này thì gần như là tất cả các khách đến thì họ đều muốn có một cái phòng như vậy, hồ bơi như vậy và view như vậy ấy. Như anh thấy đối với cái hồ bơi thì căn này thì nó có hơi đặc biệt xíu là nó ôm luôn cái cục đá và cái cây. Tại vì tụi em không có muốn phá cái đá ra hoặc là cái cây đi. Nên là mình để cái hồ bơi ôm theo như vậy. Mọi người phải tới đây và đứng đây như Vinh bây giờ, cảm nhận nguyên một cái view bao la như vậy. Xong rồi nhìn vào căn villa của mình, không còn gì xịn hơn nữa. Ở đây là nhất rồi. Và Vinh nghĩ cái thời điểm mà đẹp nhất của cái khu villa này, mình nhìn ra nguyên cái bệnh chắc là tầm sáng sớm. Tại khu vực của mình là đón bình minh. Dạ đúng rồi ạ. Thì chắc là Vinh sẽ tranh thủ chụp hình vào lúc đó là khoảng 5-6 giờ sáng hả? Dạ cỡ khoảng 5 giờ rưỡi thì mặt trời mọc, thế nên là giờ đó chính là cái giờ nói chung là nó hơi khó để mà thức vào buổi sớm. Nhưng mà những ai mà có thể thức vào lúc đó là sẽ thấy rằng là nó đáng giá. Ok. Có được cái khoảnh khắc đó ạ. Mê quá. Cái rừng quốc gia của mình ở đây rất là đẹp bởi vì cái lá màu khác nhau hết. Giống như Andrew có nhắc là tùy vào mùa mình sẽ có những cái loài hoa khác nhau. Yeah. Thì cái khu vực này nó sẽ đổi màu, chuyển mình thì wow. Chắc là anh Vinh sẽ quay trở lại vào nhiều dịp để mà thưởng thức cái đó. Dạ, yeah, rất là hy vọng là anh quay trở lại ít nhất là ví dụ như vào cái dịp hoa bằng lăng màu tím ở đây của tụi em. Ok. Trời, đứng đây giờ là muốn đứng luôn rồi, không muốn đi đâu nữa hết. Đứng đây luôn là đủ rồi. À, giá của phòng này là tầm... Giá của phòng này 2,500. Dạ, cỡ khoảng 2,500 đô cho mình cho cái giai đoạn bình thường ấy. Nhưng mà tức là cái giá phòng ở tất cả mọi nơi các bạn nên tham khảo, đặc biệt là vào trong website của bên Amanoi thường xuyên để mình cập nhật những cái chương trình khuyến mãi. Bởi vì mình đi du lịch thì mình canh me những cái gói đặc biệt thì mình cũng sẽ có cái ưu đãi tốt hơn. Mình nghĩ đó là cái chung mà tất cả mọi người đều muốn trải nghiệm đúng không? Thì các bạn nhớ là mình sẽ canh những cái chương trình promotion thì mình sẽ có những cái ưu đãi gì 30-40%. Yeah. Thì cũng rất là tốt. Dạ, còn nếu không thì mình vẫn có thể liên hệ trực tiếp với khu nghỉ mát để mà tụi em tư vấn tốt hơn luôn ạ. À, booking thẳng qua bên khu resort luôn ha. Dạ. Đây là căn resident 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ. Các bạn tới đây thì vừa nghỉ dưỡng vừa tập thể dục luôn nha. Tất cả phòng đều cách xa nhau hết và rất là riêng tư. Hầu như bên đi ngang bên chỉ thấy rừng cây cối, bên không thấy phòng, cũng không thấy ai hết. Dạ. Và đoạn đường thì rất là xa. Khu nghỉ dưỡng của mình to rộng và thực sự là cảm thấy rất là private, rất riêng tư. Dạ đúng rồi ạ. Mình nghĩ đó là cái điều mà đó là khu nghỉ dưỡng hướng tới. Dạ, khu nghỉ dưỡng với lại cái bên kiến trúc sư thiết kế cái khu nghỉ dưỡng này hướng tới cho tất cả các khách của mình ấy. Rồi tất cả các căn resident của mình thì nhanh thấy đều có cái phòng khách, phòng sinh hoạt chung cho mọi người ha. Dạ, trong cái phòng sinh hoạt chung này thì anh sẽ thấy là mình có tất cả mọi thứ, gần như là tất cả mọi thứ mình cần indoor cho mình luôn. Một cái tivi to của anh để mà anh có thể gia đình có thể xem phim hoặc là xem tin tức chung với nhau, hay là những cái quyển sách ở đây giống như là một cái thư viện nho nhỏ dành cho mọi người nếu mọi người thích khám phá hay là thích tìm hiểu. Cũng không có nhỏ lắm đâu nha. Cuối cùng đây mình thấy giống như là một cái sảnh check in của một cái hotel luôn rồi đó. Cái phòng khách thôi mà rất là to. Căn này Vinh ở được 8 người luôn. Mình ở được 4 gia đình. Dạ. Bởi vì có 4 phòng ngủ riêng, mỗi phòng ngủ 2 người. Mình ở được 8 người lớn. Con nít thì 8 em bé. 8 em bé luôn cũng được. Tuổi. Dạ. Cái kệ sách hoành tráng quá. Okay. Đây bàn làm việc và mình có cái tivi thiệt là to. Wow. Rồi anh cũng sẽ thấy là ngay cả những cái bức tranh của tụi em thì tụi em là lấy những bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Việt Nam luôn.
Phía bên tay trái này của mình có hồ bơi vô cực đây rồi. Nếu so với hai cái phòng hồi nãy thì căn này hồ bơi to hơn, dài hơn. Nhưng mà nó sẽ không có nằm ngay phòng ngủ của mình. Phòng ngủ mình là mình đi xuống dưới là cái khu nghỉ ngủ ở dưới. Còn trên này là khu sinh hoạt chung. Nên thấy nhiều khi mà cái khu sinh hoạt chung của mình có cái terrace, cái sảnh ngoài ở đây, rồi cái nghỉ ngơi, rồi cái bơi ở đây. Tại vì đúng như là mình đi nghỉ dưỡng thì tới đây không có nghe tiếng ồn ào, hoàn toàn thoát khỏi cái cuộc sống thành thị. Yeah. Tới đây chỉ còn nghe tiếng chim hót rồi ngắm cảnh rừng biển thôi. Rồi hồ bơi và cái không gian riêng tư cho cả gia đình mình. Mình nghĩ cái điều khác đó là khác với những cái resort khác là như vậy. Thế là nhiều khi mình không có thấy khách nghỉ dưỡng luôn, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À. Tại vì ở đây luôn luôn đề cập cao về cái tính riêng tư, cái tính cá nhân của mình. Nên anh mới thấy là ngay cả cái 4 phòng ngủ của mình thì cũng phải là 4 phòng riêng biệt. Nên là mình đi, dù là bạn bè đi chung với nhau đi đúng nữa rồi, thì đúng vẫn rồi. Có cái sự riêng tư riêng của tách mình. Tách hẳn luôn á, dạ. Chứ không phải là một cái villa rồi chia ra 4 cái phòng. Dạ. Mà là 4 cái phòng ngủ là 4 cái gian nhà khác nhau hết. Rồi đây là một cái gian nhà chính chung. Căn này của Vinh thì Vinh book là gần 100 triệu. Là giá đã được khuyến mãi rồi đúng không? Dạ. Chứ nếu giá niêm yết của mình lên tới khoảng 6.500 đô, 6.500 cộng cộng một đêm là nè. Và riêng khu này đặc biệt, nếu các bạn ở thì mình sẽ có anh butler riêng. Dạ, mình sẽ có dịch vụ quản gia 24 tiếng cho mình. Bất kỳ lúc nào mình cần về cái gì nhu cầu sau đó thì cũng sẽ phục vụ cho mình hả? Dạ đúng rồi. Thì quản gia sẽ là người ở bên cạnh mình phục vụ, ví dụ như khi mà mình check in thì có thể giúp mình unpack cái hành lý hay là sau đó là pack hành lý, những cái đó đều là dịch vụ quản gia cung cấp cho mình hết ạ. Rồi thậm chí khi mà mình muốn ăn ở trong phòng thì quản gia cũng sẽ giúp mình chuẩn bị cái chỗ ăn ở, mọi cái thật là tốt. Okay. Rồi khi mà mình tắm rửa ở hồ bơi thì vẫn có thể là chuẩn bị nước juice, mọi cái cho mình nghỉ ngơi. Dạ. Phía bên này mình có cái gian nhà ăn, phòng ăn ngoài trời và toilet riêng luôn. Rồi còn phía bên này là hai phòng ngủ nữa, mà chắc là mình sẽ không có giới thiệu cái nội thất của cái phòng, vì tất cả các phòng như Andrew nói là giống nhau hết. Ok, cảm ơn Andrew nhiều. Chưa bao giờ ăn kiểu này và quá đẹp tới nơi, là thấy quá đẹp. Trên bàn rất là nhiều sò hoa. Cô Giang thấy sao Giang? Hôm nay rất là khác biệt. Dưới một bãi biển mọi người thấy là rất là đẹp luôn. Có một chiếc đàn được cắm sâu vào lòng đất nha mọi người. Ở trên có mái che giống như cái lều ha, rất đẹp. Sò. Được bày sò rồi đá này, rồi các cái món ăn rất là tốt cho sức khỏe như là bơ này, trứng ốp la này, cà chua này. Thanh cảnh nha mọi người. Chụp hình đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời, và đang cảm thấy là đây là những cái trải nghiệm rất là lạ, nước cam ngon nha mọi người. Khánh sao? Khánh từ hôm qua đến giờ, từ tối đến sáng thì Khánh thấy rõ ràng cái concept như cái gu của Amanoi rất là lãng mạn. Cho nên bất cứ một cái lứa đôi nào mà có cái nhu cầu mà chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn tuyệt vời thì hãy đến với Amanoi. Hôm qua thì Hương Giang với anh Vinh á, có gọi hơi quá tay hải sản ở ngoài chợ nha mọi người. Đó là lý do sáng nay chúng tôi không ăn hải sản nữa, vì hôm qua gọi quá nhiều luôn. Nhưng mà gọi nhiều thì mình cho mọi người xem ở đó có nhiều cái loại hải sản như thế nào, đúng không? Không, là do bản kết là Hương Giang và anh Vinh là hai người không biết đi chợ nha mọi người. Gọi rất quá đà nha. Rất là yêu bơi lội, đã từng là vô địch bơi lội bơi sải 100m, nhưng mà hôm nay quyết tâm là ngồi trong đây để dưỡng da nha, tại vì sắp tới quay một cái quảng cáo rất là quan trọng. Hôm nay là ngày chính là scuba diving nha, con snorkeling này không biết làm nha. Suy nghĩ kỹ chưa, nước đẹp lắm á, nước trong đẹp lắm á. Không biết làm, có bình thì mới lặn được nha. Cô gái Hương Giang thì hơi lạ nha, tức là có thể lặn sâu được nhưng mà lặn nổi trên bờ nào không được nha.
Đảo này tên đảo gì em? Việt Biên. Đừng có Việt Biên nha. Việt Biên. Thì sau khi mà mọi người ăn quên lộn, sau khi mà mọi người khóc theo lên lặng, mình thích thì mình có thể có cái buổi tiệc tích ngày đó là điểm ở cái đảo Biên dành cho tụi mình thôi. Nhưng mà cẩn thận là đây có sướng mà nè. Lần đầu tiên mình đi snorkeling mà bị gặp sứa, hơi ngứa. Nhưng mà sự thật nha, với một cái buổi trưa mà nó quá sức hạnh phúc và ngon như vậy thì quên hết con sứa nha. Với những cái món ăn rất là Á nhưng mà được trình bày rất là Âu, rất là sạch sẽ và hiện đại. Và kiểu bento. Mà mọi người ăn chưa nha. Thiếu sót rất là to lớn, đó là mình thiếu sót bạn Hương Giang. Là vì hôm nay Hương Giang có bận một cái việc đột xuất, cũng như là cái chuyến đi chúng ta là 4 ngày, thì như lúc đầu Giang cũng nói là Giang chỉ có thể rảnh được 2 ngày mà thôi. Thành ra hôm nay có bữa ăn dù rất là lãng mạn nhưng cũng rất thiếu đi một cái gì đó thi vị của bạn. Nhớ Hương Giang lắm nha, mọi người nhớ lắm. Nhớ vì nhớ quá cho nên Khánh ăn hơi nhanh, cho nên là chưa bắt đầu Khánh ăn hết cái gì gọi của Khánh rồi. Tối nay mình ăn barbecue on the beach. Mình ăn cũng kế bãi biển luôn rồi, có anh đầu bếp riêng chuẩn bị đồ ăn thịt nướng, hải sản nướng cho mình. Dạ. Yeah. Và cái món đầu tiên bắt đầu nữa là món gỏi bưởi hải sản, rất là ngon. Ăn cùng với lại bánh phồng tôm với lại bánh đa, ngon lắm. Tối nay trong menu của mình sẽ có xào điệp nướng mỡ hành, mình có gỏi bưởi, rồi xiên mực, rồi sau đó mình có cá chẽm, phi lê, tôm sú loại to, rồi và thịt bò tenderloin và salad kiểu Việt Nam, sau đó là tráng miệng. Phần ăn tối này mỗi một người mình sẽ trả 3,5 triệu. Cô Quyên đây là một người cô rất là Vinh rất là quý, rất là yêu thương và rất là vui vì lần này cô sắp xếp được thời gian đi chung với Vinh, Khánh với Giang. Cảm ơn cô. Cảm ơn Khánh. Thứ nhất á, theo Khánh thấy, nếu mà thoạt nghe thì là 3,5 triệu thì mọi người sẽ bị bỡ ngỡ là vì sao cái giá này nó có thể hơi cao. Nhưng mà thật sự nếu mà so với ăn ở những cái nhà hàng hoặc những khách sạn 5 sao mà với một người khoảng một tầm một trăm mấy chục đô đi, mình nói như vậy nghe cho nó nhỏ thì thật sự nó rất là bình thường. Với một cái setup cũng như là cái chất lượng đồ ăn như vậy thì đối với Khánh rất là xứng đáng. Và ngày hôm nay Khánh thấy là cái giá này có thể nói là rẻ hơn so với cái trải nghiệm Khánh đang trải nghiệm hiện tại. Tiếp theo là mình có món sò điệp nướng mỡ hành. Vinh thì thích mỡ hành, gì mà cứ mỡ hành là ok hết, rất ngon. Ăn một ăn trong vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6 con sò điệp ăn trong vòng chưa tới 1 phút. Cô nếu mà cái kỷ niệm mà hoặc là một cái nơi nào đó cô thích đi nhất là chỗ nào, cô có nhớ về thí dụ như một cái cô thích Paris, Pháp. Dạ. Ly cà phê đầu tiên cô uống ở đó. À, tại vì nó thơm quá. Thơm ngon. Mà cái không khí cái kiểu như đúng ngồi rồi, ở đó Tây thiệt á. Làm thích lắm. Cái ngay Champs-Élysées. Dạ. Nó kế bên Lido á. Rồi sao thích mình ngồi tấp nập mà lúc thích shopping Kenzo ngay ở đó, mua Kenzo ra. Sao mà nó thơm quá. Espresso. Đúng rồi. Có ly chút xíu à. Dạ. Thơm quá. Dạ. Hay là lúc đó có cái gì đó vui hơn là ta nhớ tới cái cảnh đó. Thường thường là lúc đó cô đi làm việc đi một mình. Dạ. Đi một mình không cũng khổ lắm đi. Không hơi tiếc á, lúc đó thì không thấy gì hết đó, nói thật. Dạ. Như con chẳng hạn bây giờ con đang đi một mình á, không vui mà bận mà về ngủ giờ tiếc á, không có trở lại được. Nhưng mà giờ con có ba mình lần, 1, 2, 3 mình thì vui hơn. Trời, including me, so good. Yeah. Không, thế là con nghĩ nha, bất cứ một cái gì thì nó cũng phải có cái sự tương phản. Tức là mình phải làm việc rất là cực thì mình mới có những cái giây phút và cái khoảnh khắc mình hưởng thụ thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu lúc nào mình cũng trong tình trạng mình không có mệt mỏi, không có một cái gì đó để làm cho mình cảm thấy ưu phiền, thì cái chuyện mà mình du lịch và hưởng thụ nó sẽ không đạt được cái khoái cảm. Đúng.
Còn Khánh thì sao? Khánh ấn tượng chỗ nào nhất Khánh đã từng đi? Thật sự nha, cái ấn tượng thì nó thay đổi hoàn toàn qua những cái cột mốc của cái độ tuổi của mình. Lúc nhỏ thì cái nhu cầu của mình đi du lịch nó khác hoàn toàn. Mình chỉ muốn đến đến những nơi mình cảm thấy an toàn, và những nơi đó đem lại cho mình những cái gì mà mình chưa được thấy. Nhưng mà càng lớn rồi thì cái trải nghiệm nó khác. Thì cái càng lớn thì mình cảm thấy mình muốn tìm hiểu về văn hóa và những cái mà nó để lại, động lại trong người mình những cái mà mình có thể nói là giá trị. Chứ nó không nhất thiết chỉ là những cái luxury thôi. Ví dụ như vừa rồi đã từng đi là Morocco, là Maroc. Thì là trước khi đi thì không bao giờ nghĩ là mình sẽ cảm thấy thích cái đất nước này. Tại vì một cái đất nước khá là phức tạp về cái tình hình xã hội, và cũng như là cái đời sống người dân thì nó, cái gap giữa cái người giàu và nghèo rất là cao. Thành ra là Khánh là một cái người không, hoàn toàn không có thích trải nghiệm cái đó. Nhưng mà khi đi rồi thật sự mình mới thấy là cái suy nghĩ của mình trước đó là sai. Tại vì cái nét văn hóa cũng như là những cái gì mà họ đã và sẽ sở hữu, nó đã quá sức là đặc biệt. Nó làm cho mình bị thôi thúc sẽ quay lại lần thứ hai. Một người thích Maroc, một cô thì thích Paris. Không, nhưng mà nếu, anh ấy không nếu, nói là không thích Paris nha. Bây giờ nếu mình, mà nói ở trong Việt Nam thì ở trong Việt Nam thì cô thích đi đâu nhất? Cô có suy nghĩ nha. Việt Nam thì thật ra thì cô cũng không có đi được nhiều nơi đâu. Dạ. Đi chắc cũng Nha Trang, Đà Nẵng. Đà Nẵng thì nó có cái Ngũ Hành Sơn gì cái. Ngũ Hành Sơn, dạ. Thì nó cũng hay hay ha. Đó là resort. Tức là tới đó là vui. Rồi. Nghĩ tới stress gì đó. Tức là cô thích một cái khu nghỉ dưỡng yên tĩnh. Bây giờ chị có cái đó. Dạ. Tuổi cũng không có thích nhiều giờ cái khác. Tôm wow. Len keng nha. Tôm len keng nha, xém bể đàn keng nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh vừa khẩu phần, chứ mình không thích quá nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn em. Đúng nghĩa là barbecue ha. Bây giờ là món tôm nướng và món mực nướng chấm với muối tiêu chanh nè. Con tôm rất ngon. Con tôm giòn tan. Con dùng cái sao ạ? Rất ngon nha. Vừa miệng, ngon. Dạ, cô dùng hay sao cô? Ngon. Vừa chín ha. Dạ vâng, chín quá. Con chín tôm nó không có bị khô. Nó còn juicy, nó còn ướt và nó còn rất là mọng. Cảm ơn. Dùng thấy nó tươi ha. Cảm ơn cô ạ. Dạ, cảm ơn. Bình thường là Khánh không có ăn hải sản đâu. Nhưng mà Khánh có một cái quy luật. Tức là nếu mà không ăn cũng không nghĩ là không thích. Tức là cũng không có thích lắm thôi. Nhưng mà khi Khánh đến một cái nơi nào mà đặc sản, cái nơi đó mà nó nổi trội thì chắc chắn Khánh sẽ thử. Và đặc biệt khi Khánh đi biển thì 100% Khánh cũng phải có một ngày Khánh ăn hải sản. Với cương vị là một nhà thiết kế thì đối với Khánh á, ăn uống nó không chỉ 100% là cái chất lượng của đồ ăn đâu. Nhưng mà đúng là khi ăn là cái đồ ăn là nó phải ngon. Nhưng mà cái trải nghiệm cũng như cái phong cảnh và cái cách trình bày nó cộng thêm ít nhất là 20-30% cho cái vị của cái món ăn. Tại vì mình không những ăn bằng miệng, mình còn ăn bằng mắt nữa. Tại trước khi mình muốn ăn cái món đó, mình phải nhìn, mình cảm thấy cái món ăn nó phải bắt mắt và mình muốn ăn thì chắc chắn thì mình mới có được cái trải nghiệm đó. Còn nếu từ đầu đã không muốn ăn rồi thì chắc chắn không biết món ăn nó ngon hay không. Món này trình bày đẹp quá ha. Cá cá chẽm nướng xong rồi ở trên miếng lá chuối. Không nha. Cái món lá chuối nó gói cái cá chẽm nó nướng nha, chứ không phải nướng xong rồi mới để lên miếng lá chuối nha. Nướng cùng lá chuối thì nó sẽ không có bị khô con cá bên trong. Cái lá chuối nó sẽ giữ nhiệt cũng như là làm cho cái độ ẩm của con cá nó còn nguyên. Phải không em? Chính xác luôn. Đúng rồi nha. Thơm mùi xả. Đúng xác. Con thích cái món này quá. Cái phần rau bên kế bên rất là nhiều, làm cho mình không có ngán cái phần cá. Đây mình có món main course. Bò xả với lại khoai lang. Cái khoai á, ngon lạ thường. Bình thường ăn với khoai tây. Thịt bò thường thường là mình ăn với khoai tây, nhưng mà trải nghiệm hoàn toàn mới. Về bắt trước nha. Hay quá. Làm cái khoai lang rất hay, ăn ngon hơn khoai tây luôn. Phần tráng miệng rất là đặc biệt luôn. Cái tên dài quá không nhớ nổi. Là caramel với lại kem tàu hũ, tofu ice cream. Phần tráng miệng ngon. Xuất sắc. Hoảng hốt nha. Rất ngon nha.
Cái caramel ngon lắm cô ơi. Đây là một cái món tráng miệng mà Khánh gọi nôm na là mập xứng đáng nha. Nói giỏi quá. Dạ. Mập còn xứng đáng nữa. Tráng miệng rất ngon nha mọi người. Thank you. Cảm ơn team rất là nhiều. Khánh là cái người nấu ăn cho nên Khánh biết rõ lắm. Bất cứ một cái món ăn nào xong mà cái thực khách mà để lại những cái comment, những cái nhận xét mà nó tích cực á, đó là cái sự hãnh diện và sung sướng nhất của cái người chef. Đúng. Cho nên là các bạn có đi ăn thì cũng đừng bao giờ tiếc những cái lời khen, vì cái đó là một cái sự động viên cũng như là tiếp thêm sức mạnh rất là nhiều cho những người làm nghệ thuật và đặc biệt là nấu ăn. Rất hay ha. Nhất là nghệ sĩ, mỗi lần vỗ tay vỗ tới vậy. Cái đó là năng lượng cô, cái đó là tiếp năng lượng. Ai mà đi với cô không sợ đi gì mọi người không vô tay là cô đánh giá đó. Dạ. Người đó không nên. Đúng không? Đến lúc này là Khánh nghĩ chắc Khánh cũng phải gửi lên một cái lời cảm ơn nho nhỏ đến team của khách sạn Amanoi cũng như là team của Quang Vinh đi Việt Nam. Tại vì hai ngày vừa qua là hai ngày mà thật sự là Khánh có cùng với lại những người bạn của Khánh có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mặc dù là khách mời thôi nhưng mà được đối xử như là người trong nhà. Cảm ơn team rất là nhiều. Và Khánh nghe nói ngày mai lại là một ngày mà mọi người có một cái ngày tự do, muốn làm gì làm. Thì chắc hôm nay là cái đêm cuối mình có những cái cảnh quay cùng với nhau. Cho nên là Khánh rất là hy vọng chương trình sẽ đi thật xa cũng như là để lại những cái dấu ấn tuyệt vời cho những cái người yêu du lịch. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you Khánh. Thank you cô. Thank you Khánh. Cheers. Cheers. Vì Quang Vinh đi Việt Nam. Yeah. Rồi, ta làm thịt rùa luôn hả Loan? Dạ đúng rồi. Rồi xong bây giờ. Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ mọi người ý thức hơn, bảo tồn, không có còn giết rùa thịt nữa. Không thì ăn thử coi. Đây là món gì? Bò nướng than. Ta cao mến đâu, đó tâm tâm thông, ra tâm.